Could you please? 怎么？上有让你？Bây giờ chúng ta phải đi dọn dẹp thôi. Ok. Come on. Come on. Mệt quá.Oh my god. Đi thôi con. Let's go. Bố con mình đi dọn đàng nhện thôi. Đi. Let's go. Đâu đâu.Thế thì bây giờ bố con mình cùng dọn nhá. Ok. Kẹo bánh dẫu hôm qua. Bắt đầu dọn thôi. Alo, có chuyện gì mày? Mày chuẩn bị đi thư hội nhá. Hay là để mày quần áo ta. Đấy cái đã. Quần áo mày bẩn quá à. À, hay là bây giờ mình đi với chị Mai Hải Huyền đi. Wow. Nó ở chị Mai Hải Huyền nè. Okay. Mời mời mời, cái gì xin?
trông đẹp đấy. Okay.
go, go! Oh,
ship cho tôi hai thùng xốp xốp kirit nha. Ok. Đây nè, đau khổ quá. Cảm ơn nhé.
hey.